Đại nhân, mới sáng đã dẫn ta đến dịch quán làm gì? Tìm chứng cứ. Hung thủ dùng độc tạo ảo giác, có lẽ là trong tay Phát Đại có thớp của hung thủ. Không phải Lạc Bộ phái cũng cho rằng hung thủ là người khác à? Cùng bản quan xem thử còn manh mối ở đâu nữa không? Đại nhân, ngài tin lời thuộc hạ nói sao? Đương nhiên, bản quan sẽ không nhìn nhầm người. Hiện trường khá sạch sẽ, cũng không để lại dấu vết gì. Chính là sạch sẽ quá mức. Tìm thấy rồi. Gì cơ? Hoàng Kỳ, nhưng bên trong lại là Bạch Kỳ. Phát Đại là người buôn thuốc có tiếng, hắn không thể nào không phân biệt được Bạch Kỳ và Hoàng Kỳ. Thế nên lời giải thích duy nhất là trong phòng này từng có người đến, hắn muốn tìm gì đó. Đúng. Nếu Tân Nương là hung thủ, sau khi giết người xong có thể bỏ chạy ngay. Còn hung thủ thực sự, hắn... Đại nhân, ngài sao thế? Đại nhân, ngài định làm... Đừng lên tiếng. Con dao này, người quen để lại cắt trái cây. Lạc Bộ khoái, nếu không phải cái tác của ngươi, bản quan đã cắm dao này vào ngực hắn rồi. Bẩm báo điện hạ, thuộc hạ đã mai phục ở dịch trạm nhiều ngày, không hề phát hiện bất thường. Nhưng hôm nay Lý đại nhân lại đi điều tra, e là sẽ có biến. Lý Dịch Thần, hắn muốn điều tra thì giúp hắn một tay đi. Tại sao điện hạ biết vụ Tân Nương mặc quỷ, còn hạ lệnh trong vòng 3 ngày tiêu diệt Không Môn? Chẳng lẽ có người để lộ tin? Không giống. Càng giống như là biết từ sớm rồi. Hay là chúng ta ngã bài với phu nhân? Rõ ràng là dao của ta, còn nói là người quen để lại cắt trái cây. Lẽ nào Lý đại nhân đang ám chỉ ta? Ta phải xem thử trong hồ lô hắn bán thuốc gì. Ngày mai phong tỏa cổng thành, truy nã tội phạm Không Môn. Đợi đã, quá thuận lợi rồi. Người quen để lại giao cắt trái cây, người không bắt được, có phải cô khá vui không? Có chuyện gì mà bản quan không biết? Nó chỗ ta lừa ăn lừa uống, cũng không chịu thành thật.
cứ gọi nó là nhóc lừa đảo. Không mong muốn sống nhờ lừa hôn cướp của, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Lần này bản quan muốn hốt gọn một mẻ. Không đúng. Lạc bộ khoái, nửa đêm canh ba, ngươi định ra khỏi thành à? Chị bổ đầu muộn vậy còn tuần tra à? Thật vất vả. Đại nhân bảo ta ra khỏi thành mua chút đồ. Ra thành mua đồ. Sao ta không nghe đại nhân nói? Mệnh lệnh của đại nhân ta cũng không dám trái. Không thì chị bổ đầu linh động cho. Ta đi nhanh về nhanh. Không có gì hết thì mở ra xem có làm sao. Đúng là trống thật. Quá thuận lợi. Không đúng. Tiểu Mãn, cô dẫn các tỉ muội ra khỏi thành từ cổ lâu Đông Thành. Chúng ta chia ra hành động. Đi. Giờ Triệu Bổ Đầu yên tâm chưa? Ta có thể đi rồi chứ? Đường đường là lão đại Không Môn, sao bỏ lại đồng môn một mình bỏ trốn chứ? Đại nhân, lão đại Không Môn gì cơ? Thuộc hạ không hề quen biết vị cô nương đây. Không quen biết thì bản quan xử trí cô ta theo luật. Chắc là bộ khoái sẽ không ý kiến. Cuối cùng cũng ra tay rồi. Còn không thừa nhận. Lý đại nhân, hôm nay hoặc là ngày thả bọn ta đi, hoặc là đồng quy vu tận. Ngươi có chắc đã thương được bản quan không? Cẩu quan. Lão đại, đứng yên, ngoan ngoãn đi. Đứng yên. Ý ta là coi chừng bị thương. Truyền lệnh khắp thành, nghi phạm của vụ án Phú Thương Tân La bị giết, Tân Nương Mặt Quỷ đã bị bắt. Cô ta sẽ khai ra hung thủ thật sự. Tuân lệnh. Phu nhân, xin lỗi. Lão đại, dẫn đi. Vâng, đi. Tân Nương Mặt Quỷ muốn nói ra hung thủ thực sự. Ý của ngươi là hôm đó cô ta không hề hôn mê, nhìn thấy bản vương rồi? Vừa rồi Lý đại nhân nói vậy à? Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Vâng. Lý Dịch Thần. Cẩu quan. Lão đại, cô tỉnh rồi. Tiểu Mãn, ta xem nào, cô có bị thương không? Tên cẩu quan đó có phải dùng hình với cô rồi không? Mấy tiểu muội khác đâu? Lão đại yên tâm đi, ta đã dụ hết quan binh đại lý tự rồi. Xuân Lan Hạ Trúc chắc là đã ra khỏi thành. Còn về Lý đại nhân, không hề dùng hình với ta. Thậm chí cô xem, còn hầu hạ ăn uống đầy đủ sao? Tên cẩu quan này rốt cuộc muốn làm gì? Đặt bẫy bắt người trước, sau đó lại chiếu cáo thiên hạ, giờ lại cho chúng ta uống đầy đủ. Chẳng lẽ hắn bị dở hơi? Ai mà biết. Có lẽ Lý đại nhân có ý định riêng. Ta thấy ngài ấy khá tốt mà, đâu có giống ngồi tù. Rõ ràng là đi nghỉ dưỡng. Ta nói cô biết, đừng bị chút lợi ích nhỏ này mua chuộc. Hắn là một tên cẩu quan nham hiểm xảo trá. Đại nhân, có cần nói cho phu nhân biết kế hoạch của chúng ta không? Bác công cứ hiểu lầm ngài. Không gấp, tối nay tự khắc sẽ rõ.
Ngươi đem cái này cho cô ấy. Cô ấy thích ăn ngọt. Phải rồi, đêm gió lớn, lấy thêm mấy cái chăn. Phu thê hai người phiền phức quá. Ngươi hiểu cái quái gì? Ăn cơm thôi. Lão đại, thật không ngờ lần này lại thuận lợi thế. Nhưng ta vẫn thấy không ổn. Cô cứ yên tâm đi, dù gì giờ họ cũng đâu có chứng cứ. Trừ việc nhốt chúng ta ở đây thì không làm được gì khác. Ngươi là ai? Đến giết các người. Quả nhiên đã mắc bẫy. Là ai phái người đến? Tại sao muốn giết Pháp Đại? Nói. Nam Vương Điện Hạ giá đáo. Điện Hạ, Dịch Thần Huynh, lâu rồi không gặp, có khỏe không? Vi thần tham kiến Nam Vương Điện Hạ. Lý đại nhân, nghe nói ngươi đã bắt được người của Không Môn hành hung hôm nọ. Bản vương đến đốc thúc đây. Thưa bẩm điện hạ, vụ án này vẫn còn nhiều nghi vấn. Nghi vấn ở đâu? Chỉ toàn là sơn tặc thích khách thôi. Lý đại nhân, chút chuyện nhỏ này ngươi vẫn không hiểu sao? Xem ra điện hạ có chuẩn bị trước rồi. Cô ta là thích khách đó nhỉ? Điện hạ, không phải. Không phải gì? Không phải hung thủ? Hay là không phải người của Không Môn? Ai có thể làm chứng cho cô ta? Lý đại nhân, bản vương khuyên ngươi hãy nghĩ cho kỹ rồi nói. Người đâu? Bắt lấy. Điện hạ, cô ấy là thê tử của vi thần. Ta có thể làm chứng cho cô ấy. Đêm xảy ra vụ án, cô ấy ở trong hôn phòng của ta. Thê tử? Lý đại nhân là phu quân của ta sao? Tân nương mặt quỷ, giả vợ thành thân với phú thương Tân La, thừa cơ giết người cướp của. Cô có nhận tội không? Bọn ta không nhận tội. Lý phu nhân, bản vương niệm tình cô là Thiên Kim Thượng Thư, lại là thê tử của Lý đại nhân. Nếu cô chịu giao ra phạm nhân, bản vương có thể đảm bảo bình an cho cô. Điện hạ, tiểu mãn vô tội. Nếu Không Môn có tội, ta sẽ gánh vác, quyết không hy sinh tiểu mãn. Lão đại, Lý phu nhân dũng cảm thật. Lý đại nhân, phu nhân cứ cố chấp theo ý mình, đừng trách bản vương không niệm tình. Hôm nay bản vương sẽ trị tội lừa hôn cướp của Không Môn. Điện hạ, vụ án này vi thần điều tra đã lâu, cứ để vi thần thẩm tra đi. Cố tiểu mãn phụ trách hành động của Không Môn. Lúc nhỏ cha mẹ qua đời, bị kẻ thù truy sát. Doãn Xuân Lan phụ trách liên lạc cho Không Môn. Con vợ lẽ, 15 tuổi bị bán đến nhà giàu làm thiếp, thường xuyên bị ngược đãi. Ngô Hạ Trúc phụ trách thu thập tình báo, từ nhỏ đã bị bán vào Thanh Lâu, đã từng Lý Dịch Thần. Đủ rồi.
Lạc Hoáng Hoáng, từ nhỏ thất lạc cha, cuộc sống bôn ba không chỗ ở, để kiếm sống thành lập Không Môn, thu nhận các cô gái có thân thế thê thảm giống mình. Sau khi biết rõ thân phận, bất đắc dĩ trở thành công cụ liên hôn. Mọi chuyện phu nhân làm tuy về lý là sai, nhưng về tình có thể tha thứ. Phu nhân, mong nàng tha thứ vì ta không sớm nhận nàng. Trước đây nàng không có chỗ dựa, chỉ có thể dốc hết sức tự bảo vệ mình, bảo vệ họ. Nhưng giờ khác rồi, sau này thành thân, người đó phải yêu ta, tin ta. Dù ta có quyết định gì, người đó đều phải đứng về phía ta. Nhất định sẽ là thế. Dù là sau này phải trọng trách nặng cỡ nào, ta cũng sẽ luôn đứng về phía nàng, cùng nàng gánh vác. Lý Dịch Thần, ngươi muốn coi thường vương pháp sao? Vụ án phát đại, trong lòng điện hạ biết rõ có nhiều uẩn khúc. Mong điện hạ cho vi thần thêm thời gian, để vi thần điều tra rõ, chứng minh chuyện này không liên quan Không Môn. Nếu bản vương cứ muốn định tội Không Môn thì sao? Vi thần sẽ tới hoàng cung cáo ngự trạng, rửa oan cho người vô tội, để kẻ có tội chịu trừng trị. Hay lắm, Lý Dịch Thần, tưởng bản vương không dám làm gì ngươi sao? Người đâu, bắt hết tất cả ở đại lý tự, ai cũng không được động vào đại nhân. Cô dám làm bậy xem, bản vương sẽ xử lý cô ngay tại chỗ. Vô duyên vô cớ đòi giết người, thật sự không màng pháp luật sao? Được, cho các người chết được rõ ràng. Bản vương hồi cung xin ý chỉ, ngày mai sẽ xử quyết công khai. Tách Lý đại nhân và phu nhân ra nhốt lại, không ai được lại gần. Lý đại nhân, rất nhiều chuyện ngươi cứ ở trong nhà lao nghĩ cho kỹ, rốt cuộc nên làm sao? Xem ra thích khách là người ở ám vệ doanh của điện hạ. Nhưng chỉ chết một phú thương Tân La nhỏ bé, sao lại khiến điện hạ tốn công sức vậy? Phú thương Tân La, mặt phát đại trông không giống người Tân La, mà vết chai trên tay áo là do nhiều năm luyện kiếm, hoàn toàn khớp với ám vệ doanh giỏi dùng tay trái. Hóa ra phát đại là người của điện hạ. Đại nhân, sao ngài còn tâm trạng uống trà thế? Ngươi cũng thử đi, xem có phải là giống với ngày thường ta uống không. Xem ra đại lý tự chúng ta chưa bao giờ tệ bạc với phạm nhân. Đại nhân, ngài không nghĩ cách ra ngoài sao? Hay là cầu cứu thừa tướng đại nhân, hoặc là truyền tin cho thánh thượng? Đâu thể cứ ngồi yên chờ chết. Bản quan cảm thấy chỗ này rất tốt. Lý Dịch Thần là phu quân của ta, từ khi nào hắn biết thân phận của ta vậy? Tại sao lại chịu đứng về phía ta? Lão đại, vào lúc nguy cấp thế này, có phải chúng ta cần nghĩ chuyện quan trọng hơn không? Ví dụ như làm sao thoát được đây? Nam Vương phái trọng binh bao vây đại lý tự, chỉ dựa vào hai chúng ta đến cửa cũng chẳng ra được. Cháy rồi! Người đâu? Cháy rồi! Lão đại, lão đại, cô không sao chứ? Lão đại, cô không sao chứ? Đều không sao cả. Sao các cô lại về thế? Sao các cô vào được? Lão đại, khó khăn lắm ta mới dụ được người đi. Mau đi thôi. Đúng đó lão đại, mau đi thôi. Khoan đã, ta còn chuyện phải làm. Mọi người đi chuẩn bị trước đi.
Lý Dịch Thần! Lý Dịch Thần! Đây là phu nhân. Quả nhiên phu nhân dẫn người xông vào đại lý tự thuận lợi thế này là mắc bẫy của Nam Vương. Lý đại nhân, vừa rồi ngươi nói bản vương không có bằng chứng không thể giết người, nhưng giờ sát nhân vượt ngục, có phải chứng cứ không? Điện hạ, đều là lỗi của mình vi thần, mong điện hạ tha cho mọi người. Chỉ bắt một mình vi thần, tha. Hôm nay ở đại lý tự này không ai sống sót ra ngoài được. Phí lời với hắn làm gì, cứ xông tới là được. Các tỷ muội, ứng chiến giết địch. Bản vương lĩnh giáo sự lợi hại của Lý đại nhân. Lý Dịch Thần, ngươi dám bất kính với bản vương. Đứng yên, đứng yên. Điện hạ, vi thần có chuyện cần bẩm báo, mong điện hạ dời bước vào điện trong. Bản vương dựa vào đâu phải nghe ngươi phí lời? Phát đại là người của điện hạ nhỉ? Sao ngươi biết? Đầu tiên là đặc điểm ngoại hình. Phát đại không phải kiểu mặt to môi dày như người Tân La. Còn nữa, tay trái hắn có vết chai. Mới đầu vi thần cũng không chắc, nhưng điện hạ phái người của ám vệ doanh đến diệt khẩu. Vi thần phát hiện ám vệ doanh của điện hạ đều dùng tay trái cầm kiếm, mới liên tưởng mọi chuyện lại với nhau. Hóa ra đây đều là kế sách của Lý đại nhân. Ngươi còn biết gì nữa? Dịch quán của Phát Đại bị lục lọi, thế nên vi thần đoán có lẽ Phát Đại đang chấp hành nhiệm vụ của điện hạ. Đúng vậy, Phát Đại là người của ám vệ doanh, cũng là thám tử bản vương gài ở Tân La. Thám tử? Phát Đại là thần tử của ám vệ doanh được bản vương nuôi tại nhà sau trà trộn Tân La, vào hoàng thành với thân phận thương nhân buôn thuốc, thăm dò tin tức cho bản vương. Hôm đại hôn, bản vương hẹn gặp Phát Đại, hắn sẽ giao cho bản vương danh sách gian tế Tân La. Nhưng hôm đó bản vương vào hôn phòng, không biết Phát Đại đã trúng độc tà môn gì, lên cơn điên muốn giết bản vương. Bản vương chỉ có thể tự bảo vệ mình. Sau đó hắn phát độc mà chết. Bản vương tìm kiếm khắp nơi đều không thấy bản danh sách gian tế. Nhưng cái chết của Phát Đại không liên quan đến bản vương. Thân phận của hắn mà bại lộ, trong triều e là sẽ có chuyện. Lý đại nhân, ngươi nên biết phải làm thế nào mới là tốt nhất.
Vi thần có thể đảm bảo điện hạ không phải lo lắng, lại có thể tìm được danh sách bắt hung thủ về trừng trị. Đại nhân, ngài thực sự đã thề thốt với điện hạ sao? Chỉ có thời gian 10 ngày, chúng ta đi đâu tìm danh sách? Vậy thế này đi, giờ ta đi định tội tiểu mãn cô nương, là một tên cẩu quan danh xứng với thực. Ngươi thấy sao? Vậy cứ thề thốt đi. Triệu Minh Lý, ngươi, ý của thuộc hạ là đại nhân quá khổ tâm, phu nhân chắc chắn sẽ cảm động khôn nguôi. Phu nhân, đến giờ ta còn không biết rốt cuộc trong lòng phu nhân nghĩ sao. Đại nhân, nàng đây là ta muốn đưa ngài đến một nơi. Các vị, hôm nay không môn ta nạp người mới, đại lý Tự Thiếu Khanh, Lý Dịch Thần. Lý đại nhân có ơn với không môn chúng ta, là hoàng hoàng này là người biết báo ơn. Đại nhân, gia nhập không môn ngài không có ý kiến chứ? Hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ. Lý Hoàng Hoàng và Lý Dịch Thần kết làm đồng minh, sau này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Ta mời ngài. Đến ngài rồi. Không uống được à? Không sao, ta uống thay ngài. Trích máu liên minh, đập chén lập lời thề, sau này Lý đại nhân chính là tỷ muội của không môn vô địch tại hát toàn phong núi sư tử. Huynh đệ, tỷ muội đều là huynh đệ. Nàng muốn ta gia nhập không môn thật à? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Muốn ta gia nhập không môn cũng không phải không được, nhưng bản quan có điều kiện. Chậm thôi, gì cơ? Cô với Lý đại nhân kết bái rồi, còn cho ngài ấy làm lão đại không môn. Ta vốn muốn báo ân, hắn cứ muốn làm lão đại. Đàn ông mà, luôn có lòng háo thắng chết tiệt đó. Ta đành nhường hắn một lần. Phu thê thành huynh đệ, quan binh thành thổ phỉ. Vô lý. Lão đại, sao cô không hỏi xem người ta có muốn kết bái với cô không? Hắn có gì mà không muốn? Tự dưng được làm lão đại, hắn vui còn chẳng kịp. Có một số người đúng là không hiểu chuyện tình cảm. Tiểu mãn cô nương, tiểu mãn cô nương. Triệu đại ca, phu nhân, sao cô cũng ở đây? Ta ở đây lạ lắm à? Tiểu bổ đầu ở đây mới lạ đó. Người đến làm gì? Ta thấy tiểu mãn cô nương vẫn chưa lành vết thương cũ, đã thêm vết thương mới, nên mang thuốc đến cho cô ấy. Không môn ta thuốc gì mà chẳng có? Không cần đâu. Cảm ơn Triệu đại ca. Gì vậy chứ? Chỉ là vết thương ở lưng, không tiện bôi thuốc. Làm phiền Triệu đại ca rồi. Không phiền, nên làm thôi. Dừng lại. Hai người đừng có quá đáng. Ta không cho phép. Lão đại, sao cô vẫn ở đây vậy?
Tiểu Mãn, phải rồi phu nhân. Ta nghe đại nhân mới nói hôm nay muốn chỉnh đốn không môn, cô có cần đi không? Gì cơ? Sao không nói sớm chứ? Ta bôi thuốc cho cô. Hãy subscribe.